Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi MacUSA.com, công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy nhận thẻ credit card cho tiệm nails và các cơ sở thương mại trên toàn nước Mỹ. Giá rẻ nhất, máy tốt nhất, không hợp đồng. SNS Signature Nail System, believe to succeed. Gạo nàng hương chợ đào, đầu mùa dẻo thơm từng hạt. www.nanghuongchoadao.com. Welcome to tonight with Viet Thao. Mọi người có thể nói ở khắp nơi, đặc biệt là trên toàn cõi Hoa Kỳ, chuẩn bị cho cái tuần lễ Thanksgiving. Và chuẩn bị cho tuần lễ Thanksgiving có nghĩa là chuẩn bị liên tục sau đó là Christmas, New Year, Happy New Year, Countdown rồi tới Tết ta của mình. Liên tục từ tháng 11, 12 và tháng Giêng. Có thể nói Thanksgiving người ta sẽ tổ chức tiệc, ăn uống, vui chơi, cảm tạ cũng có. Nhân cái mùa gặt hái thành công như là từ trước đã có rồi mới dẫn đến cái Thanksgiving như thế nào. Có một điều người Việt Nam chúng ta, ngay cả những người Mỹ, thì qua những dịp Thanksgiving hay là Christmas hay là New Year thường hay gửi quà cáp dành cho nhau. À nói luôn nha, qua tới tháng 1, tháng 2 lại Valentine nữa. Cho nên quà cáp ở bên Mỹ thường thường gửi qua bằng đường bưu điện. Rồi có người mang tận tới nhà cũng có. Và thường thường thì cũng có những cái tin đồn cho rằng những cái thơ gửi qua đường bưu điện chúng ta phải để ý cẩn thận. Chẳng hạn như những cái mẫu xà bông nè, hay có khi gửi của Victoria's Secret gửi cho một cái quần lót nữa. Rồi có người gửi cho lotion hay là những cái hàng mẫu quảng cáo. Thì người ta cho rằng không nên nhận hay là mở ra nếu không biết gốc gác của nó. Vì sẽ rất nguy hiểm, có thể trong đó người ta lợi dụng cái thơ từ đó để người ta bỏ những cái chất độc hại làm ảnh hưởng. Rồi cũng có người nói có người mở ra phải đi bệnh viện rồi đủ hết. Nhưng nói một điều để cho mọi người yên tâm, nếu những cái thơ gửi bằng đường bưu điện của Hoa Kỳ, yên tâm một điều là tất cả các cơ sở bưu điện trên toàn quốc Hoa Kỳ đều có những cái máy, cái chemical detector machine, những cái máy để mà nó dò coi trong đó có những cái khí độc hay là những cái bột, những cái chemical độc hại hay không. Cho nên những cái thơ của bưu điện Hoa Kỳ mà có gốc gác đàng hoàng thì yên tâm. Tuy nhiên nó có những cái thơ không có gốc gác thì mình đâu có cần mở làm chi, có phải không nè? Những cái chân mail, những cái quảng cáo. Có một điều là những cái sản phẩm người ta gửi tới cho mình có cần thiết không? Nếu cảm thấy không cần thiết dục bỏ nó đi. Một cái chai xà bông, một cái lotion đâu có cần đâu. Có nhiều người tiếc nha, ồ cái này cũng quà cáp hay là đồ hàng mẫu quảng cáo thôi mình xài chơi cho biết, không cần bỏ. Đừng nhận những cái đó. Cái quan trọng Viet Thao muốn nói ở đây là những cái quà gửi đến tận nhà. Ở Mỹ cũng có nhiều cái kỳ cục lắm. Có nhiều thằng nó khùng khùng điên điên, nó không có thù ghét gì mình không biết ai á. Nó làm những cái hộp đồ nha, cái dịp nó lỡ đem nó bỏ trước nhà chơi vậy đó. Rồi mình mở ra không biết cái gì dơ bẩn cái đó mình không biết. Cho nên những cái quà khi mình nhận mình biết gốc gác mình mới mở ra coi, còn nếu không phải nghiên cứu cho nó kỹ. Điều thứ hai, để ý một điều nha. Có xảy ra rồi. Nhiều chiếc xe Mercedes thiệt đẹp nha, chạy tới tận nhà người ta dòm, trời chắc giống như chủ nhà hay là người nào sang trọng đến thăm nhau không có nha. Nó lỡ nó coi quà của ai để trước nhà đang cấp. À lái Mercedes đang cấp quà. Cho nên ở nhà những cái mùa đó nên có người thường xuyên check trước cửa sau cửa coi có ai mang quà tới. Và những cái nhớ ngàn những món quà mà không có biết gốc gác phải cẩn thận để ý. Rồi trong cái mùa Thanksgiving cũng như ngày lễ quà cáp cũng vậy, xin nhắc lại một lần nữa, để ý cẩn thận. Quà nhận phải biết gốc gác và để ý có chừng bị mất nha. Dạ, mất nhiều lắm. Đó là cái một vài cái tâm tình mà Viet Thao muốn gửi đến mọi người. Tại vì nó đã xảy ra, đây là sự quan tâm lẫn nhau. Mọi người có những cái gì mà biết thêm thì có thể email về cho Viet Thao để Viet Thao có dịp tâm tình cho mọi người để chúng ta cùng học nhau những bài học hay khi mà sống ở tại xứ người. Ok, chương trình tonight của Viet Thao hôm nay mọi người sẽ rất là thích thú và sẽ hài lòng. Đẹp nha, trẻ nha, hát hay nha, duyên dáng nha. Một trong những người ca sĩ mà Viet Thao đã từng ái mộ và rất yêu thích trong những thời gian làm việc chung với nhau. Và là một trong những tiếng hát của trung tâm Asia. Nữ ca sĩ Thanh Trúc sẽ có mặt ngay trong tour này của Viet Thao sau phần quảng cáo của đài.
Welcome back to Tonight của Viet Thao. Và sau đêm hôm nay, quý vị sẽ xem được chương trình Tonight của Viet Thao ngày vào thứ ba, lúc 7 giờ chiều ở tại giờ California trên Viet Face TV của DirecTV 2076 và 9 giờ đêm ở S Channel. Nhưng mà sau đó nha, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đều có chiếu lại trên các đài. Các bạn nhớ theo dõi và đặc biệt là hãy nói cho người quen của mình ở những nơi xa vào cái website schannel.com. Lúc 9 giờ đêm giờ California, quý vị có thể xem trực tiếp live trên cái tonight của Viet Thao. Sau đêm hôm nay thì Viet Thao ngày mai, đêm nay là thứ ba. Thứ ba là tối nay, xong rồi là Viet Thao phải dông liền ra phi trường để bay qua Melbourne. Trong cuối tuần lễ này, Viet Thao sẽ có mặt tại Melbourne, Australia. Các bạn nhớ gặp bên đó nha. Rồi, cũng nhắc lại một điều là chương trình tonight của Viet Thao được tồn tại cho đến ngày nay phải công nhận là nhờ các sponsor rất lớn và các người đã quảng cáo trên đài. Và ba sponsor hiện nay đang yểm trợ và Viet Thao welcome nha. Những người nào sponsor cho tonight của Viet Thao thì sẽ đáp lại các khán giả khắp nơi sự ủng hộ cho những người sponsor này. Đó là markusa.com, thẻ tín dụng. SNS bột nhúng của ngành neo nhé, và gạo Nàng Hương Chợ Đào Con Nai Bao Bố, gạo mới của năm 2017, dẻo thơm ngon từng hạt. Các bạn có thể xem quảng cáo trong suốt chương trình tour này của Viet Thao để biết được ba cái sponsor lớn này để chúng ta ủng hộ lại. Và bây giờ, người nghệ sĩ special guest tonight trong chương trình tour này của Viet Thao, tràng pháo tay thật lớn nha các bạn, quý vị dành cho nữ ca sĩ Thanh Trúc. Yeah. Welcome to tonight with Viet Thao. Yeah. Em có thể gửi lời chào đến với tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng như đang ở nhà theo dõi trong chương trình tonight with Viet Thao. Yeah. Thanh Trúc xin chào anh Viet Thao. Lần đầu tiên Thanh Trúc được lên đài ngồi nói chuyện với anh. Thanh Trúc xin chào các bác, các cô, các chú và tất cả những người đang theo dõi đài hôm nay. Thực ra đó. Yeah.
Thật ra lần đầu tiên ngồi nói chuyện nhưng mà hai anh em đã gặp nhau và nói chuyện rất nhiều. Dạ. Ngay cả trên những chuyến xe và nhớ trên cả trên chuyến xe lửa từ Paris đi xuống Marseille. Dạ đúng. Lúc đó có bằng kiều nữa phải không? À, không phải. Dạ không. Như Quỳnh, Lưu Bích, Thành Lễ, Tường Nguyên, Tường Khuê, Andy Quách, Việt Thảo. Dạ. Và cái đó cũng tạo một cái sự cạnh tranh rất lớn luôn. Là tại vì hôm đó có một cái tiết mục là đám cưới. Đám cưới của Thanh Trúc và Tường Khuê. Ui cha, là Tường Khuê chỉ đóng vai chú rể thôi, trong một cái tiết mục mà. Rồi có Như Quỳnh, em đi quách rồi đủ hết. Và đứng dọc ngang, mặc đồ rất đẹp luôn. Hình đó được chụp và đưa lên. Và mọi người đồn, tin đồn là Thanh Trúc đã làm đám cưới với Tường Khuê. Cái đó em nghĩ là nếu mà chỉ có hình ảnh không thôi đó, thì em nghĩ là cũng không có ai nghĩ là đó là đám cưới của em với Tường Khuê. Nhưng mà tại vì anh Việt Thảo đứng ra, và anh Việt Thảo đã nói là anh Việt Thảo chứng giám cái sự hôn nhân này. Mà cái đó quay video luôn. Dạ vâng. Và người ta khi coi đó, người ta quay video và bỏ lên nữa. Dạ. Cho nên cứ tưởng nó là thiệt, mà trong khi đó mình làm là như thiệt. Nhưng mà anh hại em quá, tại vì như vậy cho nên mỗi lần em đi show sau đó đó là... Sau chương trình đó là thường mình hay bán CD, anh nhớ không? Thì em ngồi em bán CD là rất là nhiều người họ nhìn em với một cái ánh mắt rất là quái chiêu. Họ giống như là họ... Người đàn bà phụ bạc. Đúng. Đi cưới người khác. Dạ vâng. Cho nên có một lần kia em hát ở DC thì có một cái chị kia chỉ cứ đứng chỉ nhìn em hoài. Mọi người đi hết rồi vẫn đứng nhìn. Cái em mới nói, chị ơi chị có muốn mua CD ủng hộ cho em không? Cái giọng như nói, để hỏi thật Thanh Trúc nha. Cái em nói, dạ vâng, chị cứ hỏi đi, nói. Thanh Trúc mới lấy chồng phải không? Em nói dạ, nếu mà tính ra thì cũng khoảng 7 năm rồi. Em nói không, mới đây thôi. Em nói dạ không, em nhớ là đúng 7 năm. Em nói không có, tôi biết là mới đây thôi. Cái em nói ồ vậy hả chị? Em nói nhưng mà em nghĩ là em 7 năm rồi, tại em có một đứa con rồi. Không thể nào mà có con trước khi đám cưới được. Cái em nói vậy chị nói đám cưới nào, em sực nhớ ra. Cái gì nói đám cưới với Tường Khuê. Kem nói chết không chồng của em là Vũ, nhạc sĩ Vũ Tấn Đức. Dạ. Kem nói trời ơi tôi mừng quá, thôi tôi mua CD cho. Cái lý do là chị nói là trời ơi nhìn Thanh Trúc nhìn thấy người đàng hoàng có mà sao có thể đi bỏ Vũ Tấn Đức mà đi lấy một người khác. Cho nên vừa sau khi em nói xong chị có mua CD cho em. Như vậy là bao nhiêu thất thoát CD em không bán được là lỗi anh. Dạ đúng rồi, cho nên hôm nay anh Việt Thảo sẽ mua hết. Thì, như vậy thì con mừng quá, anh Việt Thảo rất mừng. Việt Thảo làm MC hay đến độ mà người ta tưởng nó giả thành thiệt. Dạ đúng. Và bữa đó mọi người cứ, đương nhiên tại chỗ người ta biết là một cái show thôi, dạ. Một cái show đám cưới nhưng thôi. Nhưng mà quay lại đó. Dạ, nhưng mà người ta thu hình lên, người ta bỏ lên. Dạ. Trên YouTube ta nhìn là ta tưởng là một cái đám cưới. Dạ vâng, mà em và anh Vũ Tấn Đức là bị Vũ Tấn Đức vậy có nói gì không? Anh... Thực sự anh không có theo dõi, nhưng mà có một lần kia anh đi ra ngoài đường thì có một cái ông cụ kia mới chạy lại nói với là anh có phải là nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức không? Cái anh nói dạ phải, nói chứ trời ơi tôi tội nghiệp anh quá. Cái xong anh nói ủa à, vậy hả, tôi không biết cái gì mà tại sao ông lại tội nghiệp tôi. Nói chứ bị vợ bỏ. Anh mới nói vợ bỏ hả? Nhớ tối hôm qua đang ngủ với vợ mà. Không thể nào mà bỏ được. Như vậy nha quý vị, rõ ràng nha, ca sĩ Thanh Trúc là vợ của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức nha. Mà Vũ Tuấn Đức là ca sĩ luôn, biết hát nữa. Dạ, vâng. Đúng không nào? Còn Tường Khuê và Tường Nguyên là hai anh em với ca sĩ Như Quỳnh. Dạ. Nghe là designer mà cũng là ca sĩ nữa. Dạ. Và Tường Nguyên, Tường Khuê giống như em của Thanh Trúc thôi. Dạ đúng. Nhá? Dạ. Chứ không có. Bây giờ hôm nay nó rất rõ nha. Cái đám cưới mà quý vị thấy Thanh Trúc và Tường Khuê có cái sự chứng minh và làm MC của Dược Thảo, đó là một cái show diễn ở tại Marseille, dạ, ở Pháp. Còn Thanh Trúc vẫn là vợ của Tấn Đức. Dạ đúng. Ôi cha, như vậy bữa nay cái show tonight Quyên Thảo lên để đính chính chứ này sao trời? Dạ đúng rồi, em phải đính chính. Tại rất là nhiều người hỏi và cái đám cưới giả đó mà bao nhiêu người hỏi em và bao nhiêu gia đình em cũng hỏi là tội nghiệp quá, tại sao cháu đúng cái này là đúng bà dì của em ở trên sao dây bá gọi xuống bà chị của em, bà nói là tội nghiệp cháu quá, nó phải trốn để mà đi qua bên mặt đi qua Pháp để lấy cái người này. Cho nên rất là nhiều scandal. Thì hôm nay xin quý vị là biết rõ là Thanh Trúc vẫn là vợ của nhạc sĩ Vũ Tấn Đức. Em muốn anh phá em cái không? Dạ không. Biết tôi phá bằng cách nào không? Kính thưa quý vị, từ nãy giờ những cái gì nói là sai hết nha. Cái chuyện mà Thanh Trúc đám cưới với Tường Khuê là thiệt kia. Không có, mọi người hiểu nha. Dạ. Nhưng mà không sao đâu, trong cái cuộc đời nghệ sĩ nhiều cái scandal là chuyện bình thường lắm. Ok, cái game thứ nhất ngày hôm nay là ba điều chưa biết về em. Em tự nói ra là nó có ba điều. Cái gì mà em nói mọi người biết rồi thì không cho nói nữa. Mà người ta lắng nghe là nói em có 2 phút cho mỗi điều. Rồi,
Game thứ nhất, ba điều chưa biết về Thanh Trúc. Chắc là em phải đi từ lúc em còn nhỏ. Mọi người đều nghĩ là nhìn cái khuôn mặt của em và dáng vóc của em thì thấy là em rất là hiền và rất là con gái. Nhưng hả? Thực sự nói em là con trai đi. Không, em không phải con trai, em là con gái. Nhưng mà em rất là nghịch ngợm. Và em hồi còn từ cái elementary school cho đến junior high và high school là em toàn đi phá người ta và em đi hái trái cây, ăn trộm trái cây. Wait. Em dùng cái chữ từ elementary school, yes, junior high, yeah, là em như vậy là em học ở bên Mỹ. Dạ vâng ạ. Em không phải từ Việt Nam. Dạ, em sanh ở Việt Nam nhưng mà khi em qua đây là em khoảng 4 tuổi rưỡi. Dạ. Và cho nên em bắt đầu là kindergarten và cho đến khi em ra trường đại học ở đây. Sao? Như vậy tiếng Anh em rất giỏi, và điều thứ hai là mà tại sao em nói tiếng Việt giỏi? Cái này hơi lạ đó. Dạ, chứ lúc đầu anh không nghĩ em nói tiếng Việt giỏi đâu. Em nói thực sự không có giỏi, nhưng mà tại vì từ lúc mà em lấy ông xã em á, là ông xã em bắt em phải nói tiếng chắc Việt. Chắc chắn ông xã em nhạc sĩ Vũ Tú Đức là người Bắc. Dạ vâng. Cho dạ, nên dạ, em nói cái giọng Bắc rõ ràng luôn. Dạ đúng ạ. Dạ. Cái đó là cái lời thề của em khi em lấy anh đó, không cần phải thề cái gì hết. Anh chỉ nói là thề là phải nói tiếng Bắc cho anh, tại vì anh muốn á, là khi mà sanh con ra đó, con nó nói tiếng Bắc để cho nó dễ hiểu với nhau, không có phải là một người nói tiếng này một người nói tiếng kia làm cho con mình nó bị confused á anh. Cho gặp nên Vũ Tương Đức định quánh nó mới được. Anh từ giờ nói em có nghe rõ không, anh người miền Nam nè, rõ mà. Sợ con mình bị confused thôi. Trời chứ ơi, còn sợ không? Cái ông Vũ Tương Đức này ông dữ dội quá, bắt vợ phải nói giọng Bắc nha để cho con nói giọng Bắc luôn. Nhưng mà vì vậy cho nên mỗi lần mà em đi hát show đó, em khi em lên sân khấu thì được rất là nhiều khán giả khen, cho nên em cũng phải cảm ơn ông xã em chứ. Ok, rồi điều thứ hai chưa biết về Thanh Trúc. Cái lúc em bắt đầu đi hát là em cái này nói thật, nhưng mà chắc bầu show nghe này xong họ không có kêu em đi hát nữa. Đâu. Bầu show kêu đi hát hay không đó là chuyện của bầu show. Yeah. Nha. Mà không chừng nghe em kể chuyện này anh cũng chưa biết chuyện gì. Dạ, chưa. Mà bầu show không chừng thay đổi cái thái độ của mình. Dạ. Không, cái này hồi em mới bắt đầu đi hát á, thì Thanh Trúc rất là sợ em từ trong một gia đình không phải là nghệ sĩ. Cho nên là em chưa bao giờ từng đi hát, em chỉ hát trong nhà thờ thánh ca thôi. Đến lúc em bắt đầu đi hát thì hát cho trung tâm Asia, thì mỗi lần mà đi show cuối tuần đó là em rất là sợ lên diễn, em sợ lắm anh ơi. Em sợ đến nỗi mà mỗi lần mà trước giờ diễn đó là em cứ cầu nguyện. Em nói chú ơi hôm nay cho nó bão. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Thiệt đó, em nói thiệt, em không, 5 năm sau em mới qua được cái này. Em cứ, mỗi lần mà tới show, mà hồi đó là show rất là nhiều, tại vì mới chỉ có trung tâm Asia thì gà mới ra thì họ promote rất là nhiều. Nhưng cho mà, nên có cái show nào em cầu nguyện mà bảo thiệt không? Có anh. Trời ơi trời. Có anh, nhưng mà em đâu có dám nói đâu. Cái đó trùng hợp, có thể trùng hợp. Dạ trùng hợp. Không, tại vì cái thời gian mà em bắt đầu đi hát là ở bên Oklahoma họ hay có bị cái gió cuốn đó. Tornado. Dạ tornado. Cho nên là em cứ cầu xin là ô làm sao hôm nay có gió cuốn để cho không cần phải hát nhưng muốn lấy tiền nữa. Không, cuốn thiệt. Không, nó không có cuốn đâu mà gió quá. Đúng. Cho nên nó ảnh hưởng đến Lạy Chúa tôi. Nếu mà hồi đó chú có nghe lời Thanh Trúc, chú đừng nghe lời nó nữa nha. Không, tại hồi đó em sợ quá thôi. Dạ, ok, cái điều đó không ai biết luôn. Dạ không ai biết hết. Ok, mà bây giờ còn cầu nguyện gì nữa không? Dạ không, bây giờ thì em cầu nguyện cho khách tới nhiều. Ok, rồi đó là điều thứ hai. Dạ, yeah, điều thứ ba. Điều thứ ba chưa biết về Thanh Trúc. Điều thứ ba mà mọi người chưa biết về em là sau khi em hát ở trên sân khấu Asia, thì có một người con gái cũng còn trẻ lắm, hồi đó thì em cũng còn trẻ, thì cái chị đó cũng hơn em khoảng 3-4 tuổi thôi. Tình cờ chị đó không biết là phải là cầu hôn hay là không biết là cái gì, nhưng chị tặng cho em một cái nhẫn cưới. Dạ. Ông xoan, em còn giữ? Không, em lại biếu cho người khác. Nhưng mà không, tại vì thực sự ra em cảm thấy là khi em đưa lại cho cô đó thì cô không chịu lấy, và cô nói là không, cô muốn em giữ. Dù em có muốn hay không thì em vẫn giữ cho. Nhưng mà anh em có biết cái đó không? Em nghĩ là em có nghĩ thể là biết. Anh biết, có dạ thể em biết. Có thể anh biết. À, người đó bây giờ có gia đình chưa? Em không biết, em không liên lạc nữa, nhưng mà nếu mà người đó tới bây giờ chưa có gia đình á thì em phải suy nghĩ là lúc đó em như thế nào mà người ta tặng nhẫn cưới cho em. Em đâu có biết. Em thật sự không biết, nhưng mà em thấy là người ta nói thẳng luôn nhẫn cưới luôn.
Nói là cái nhẫn cái gì? Đính hồn. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà thực sự ra em nghĩ là cái nó là một cái innocent thôi. Dạ. Dạ innocent một thôi. Tại vì có thể là người ta quý mình quá. Dạ. Nhưng mà không biết nói như thế nào thì người ta gửi một cái quà để tặng, nhưng mà em lại biếu cái quà đó để làm một cái charity cho một cái chương trình. Tại vì thực sự em không cảm thấy là cái nhẫn đó nó sẽ làm, nhưng mà gắn liền cái sự liên hệ giữa em với cô đó. Okay. Cũng như là em thấy nó không có một cái lợi cho cái gia đình của em bây giờ. Okay. Cho nên em dùng cái đó để em gửi lại tặng cho một cái charity event. Ok, đó là ba điều chưa biết về Thanh Trúc và sẽ trở lại trong chương trình tonight của Viet Thao sau phần quảng cáo của đài. Yeah. Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi MacUSA.com, công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy nhận thẻ credit card cho tiệm nails và các cơ sở thương mại trên toàn nước Mỹ. Giá rẻ nhất, máy tốt nhất, không hợp đồng. SNS Signature Nail System, believe to succeed. Gạo nàng hương chợ đào, đầu mùa dẻo thơm từng hạt. www.nanghuongchoadao.com. SNS is the first company in the world to create the pink and white dipping powder and jealous color. In recent years, with the growth of the nail industry, SNS has become an indispensable technique to the nail community for being both easy and effective. Since SNS products contain vitamin E, calcium, vitamin A, D3, and B5, there's no need for UV light, acrylic brushes, or liquid, making the nails healthy, strong, and durable. SNS helps salon owners grow profits, become anti-competitive, and easy to train employees, and there's no chemical odors in the salon. Currently, SNS is strongly developing a global distribution system from North America to Europe, Australia to South Asia. Discover the SNS nail dipping powder, the unique nail product, and the artistic nail designs. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý khách công ty Max USA là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp máy nhận thẻ credit card cho tiệm nail và tất cả các cơ sở thương mại trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Đặc biệt, công ty Max USA tặng website miễn phí cho khách hàng mới và chương trình Free Gift Card, Membership Card, không phải trả lệ phí hàng tháng, không hợp đồng, miễn phí máy và giấy in. Tất cả các máy của công ty Max USA đều nhận được thẻ có chip EMV với phương châm khách hàng là trên hết. Đến với công ty Max USA, quý vị có thể tiết kiệm đến $700 một tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có hệ thống POS tốt nhất cho nhà hàng và tiệm nails của quý vị. Ngoài ra, mỗi khi quý khách quên vô tiền tip cuối ngày, nhân viên Max USA sẽ vui vẻ giúp quý khách điều chỉnh tiền tip một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy gọi Max USA 1-888-873-7799, 1-888-873-7799. Max USA, cách tiết kiệm đơn giản nhất. Có thể nói một trong những món ăn khoái khẩu của người Việt Nam mình là cái món bánh tráng cuốn tôm thịt với giá hẹp. Không biết ai thích ăn chấm với cái gì, chứ Viet Thao là khoái nhất là chấm với nước mắm, tỏi, ớt, chanh, đường, chua chua, ngọt ngọt. Ăn cũng đã. Có nhiều người á thích cuốn với bún. Riêng cái sở thích Viet Thao là bánh tráng cuốn tôm thịt giá hẹ ha, chua chua cay cay ngọt miệng. Có một miếng cơm lủng vào nó thì là số 1 luôn. Gạo hiệu nàng hương chợ đào là một trong những loại gạo cao cấp, dẻo thơm từng hạt sau khi nấu, cho dù để cách qua đêm, cho dù cách xa vạn dặm nhưng vẫn mang theo hương vị của quê nhà. Đó là một trong những đặc điểm của gạo hiệu nàng hương chợ đào. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chợ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Welcome back to tonight với Viet Thao và nữ ca sĩ Thanh Trúc của Asia Entertainment. Tối hôm nay, một cái bất ngờ cho Viet Thao nữa là Thanh Trúc không phải như Viet Thao nghĩ trước kia, mà ăn nói lưu loát. Nói lưu loát luôn. Mọi người cũng đồng ý không? Có nhiều ca sĩ chưa chắc nói lưu loát bằng Thanh Trúc đâu. Dạ, yeah. Ok. Hiện giờ thì những cái sinh hoạt bình thường của em, trong đời sống trong nhà thì em làm gì trước kia? Em đi làm.
tác. Dạ, em thử em làm medical billing, có nghĩa là làm tiền lương cho người ta. À, giống như là những cái home health and, companies á, họ cần bill chính phủ hoặc là những cái insurance company, thì em là người bill, gửi những cái bill đó đến cho chính phủ để cho hãng được trả tiền sau khi hãng giúp những người lớn tuổi hoặc những người bệnh đó tại gia. Dạ, thì em làm cái đó khoảng cũng em làm khoảng được gần 10 năm. Và 2 năm vừa rồi đó, 5 năm vừa rồi đó thì em làm hai job luôn, cũng là medical billing. Cho nên là công việc của em thì em rất là bận. À, tại vì em cảm thấy là sau khi em có gia đình và em có con đó, thì em thấy là cái nghề hát này em muốn từ từ lại và muốn tập trung với về cái gia đình của em hơn, giống như là nuôi con cho nó. Nhưng mà có được không? Dạ có. Người thì ta cho không? Dạ có, thì em cũng làm ở nhà. Nhưng người ta muốn đi hát. Em đâu có từ chối được. Khi em có thể những có những cái chương trình mà em cảm thấy nó xa quá hoặc là nó cái thời gian mình đi lâu quá thì em từ chối. Dạ, tại vì em thấy cái quan trọng đối với em là gia đình. Em muốn dành hết thời gian của em cho đứa con trai của em, và nhất là ông xã của em cũng không có thích em đi nhiều quá, cho nên là em thường ở nhà, không thôi thì làm việc ở nhà. Nấu ăn thì ông xã nấu. Cái này lần đầu tiên hơi lạ, ngang Vũ Tướng Đức là anh không có muốn anh không biết ông muốn ai biết cho. Ok, anh không nói. Tức là cái chuyện nhạc sĩ Vũ Tướng Đức là chồng em là người ở nhà nấu ăn rất giỏi, ổng không muốn nói, đúng không? Oh my goodness. Tại sao em không nói trước cho anh biết? Em chỉ có nói tí xíu thôi, anh đâu cần phải elaborate đâu, không phải nói thêm đâu. Bây giờ lỡ nói rồi làm sao? Này đâu cắt được đâu. Ok, không sao, chuyện bình thường. Ở nhà anh cũng vậy. Người đàn ông thanh niên nào ở bên Mỹ cũng vậy, đều biết nấu và nấu rất giỏi. Và thậm chí nha, chúng tôi không muốn cho bà xã nấu. Đó là tình thương. Nấu dở quá. Không phải, nấu rồi móng tay móng chân, thà tay chân tụi anh cùng bằng cũng được. Nhưng mà không để cho bằng tay bằng chân của người vợ mình bị damage nha. Ok. Rồi bây giờ nếu trong trường hợp đi hát thì em như nói là em không có muốn mất nhiều thời gian hát, chỉ những cái show nào mà thuận tiện nhất thì em muốn dành thời gian lo cho đến con cái. Bây giờ trong vấn đề video ca nhạc thì em có tiếp tục để mà xuất hiện? Dạ có, thì nó cũng giống như là đi hát show, nhưng mà video thì như anh biết là mỗi trung tâm họ cũng làm rất là ít bây giờ, tại vì về ví dụ piracy đó, băng lậu, cho nên họ cũng cắt giảm. Thì một năm khoảng 3 cuốn, thì có những cái cuốn nào mà chương trình nó hợp, cái chủ đề nó hợp với em, thì trung tâm Asia mời em thì em cũng đóng góp. Bây giờ trung tâm Asia, anh có thấy cái poster? Anh có thấy cái poster vâng. Hồi nãy producer có đưa cho coi. Thì đây là cái này, là cái chương trình gì? Có em trong này không? Dạ có. Dạ cái chương trình Asia này là Asia 79 sẽ tổ chức ở Reno, Nevada ngày 26 tháng 11 là ngày thứ bảy anh. Dạ, có hai suất, suất 3 giờ và suất 8 giờ. Thì ca sĩ thì anh thấy đó rất là nhiều. Em thì chắc anh không nhận ra em đâu. Thấy chứ, biết nè, đây nè. Dạ, nhưng mà hai lận á anh. Wow, tưởng nhớ, tưởng nhớ nhạc sĩ anh Bằng. Dạ vâng, thì cái cuốn video này để thứ nhất là tưởng nhớ đến nhạc sĩ anh Bằng một năm rỗ. Cái thứ nhì là cũng là lễ tạ ơn, thì em thấy là lễ tạ ơn để rỗ ông một năm nó rất là ý nghĩa. Tại vì mình cũng tạ ơn là trung tâm Asia bao nhiêu năm hoạt động vẫn được sự thương mến của quý vị, và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ trung tâm Asia, cũng như là cái sự thương yêu ái của quý vị vẫn dành cho trung tâm Asia. Anh thấy cái này là music director, executive producer là Thi Vân nè, producer John Bạch và Đặng Minh Hoàng, director là Pierre Segun hả, music director Vũ Tướng Đức là chồng em, music director là Vũ Tướng Đức, em nói là ngay Thanksgiving ở Reno Casino Nevada. Dạ vâng. Chứ không phải là ở City Reno, ở thành phố Reno. Không, cái Reno. Nó là thành phố Reno Nevada. Cái casino nó là Sierra Resort Casino.
Sierra Resort Casino ở Reno. Reno là tiểu bang Nevada. Dạ vâng, dạ. Vậy bây giờ nếu muốn đi coi thì phải làm sao? Thì trên cái poster nó có cái số phone của trung tâm Asia. Quý em nói có... được không? Tại vì bây giờ đâu có coi trên poster được. Em không nhớ số phone này. Số phone chồng em còn không nhớ đâu. Được mà. Ok. Tại bây giờ nó vô trong cái digital rồi, mình chỉ có bấm tên thôi là nó có, thì mình đâu cần phải nhớ số đâu. Cho nên em không có số, bây giờ em không có nhớ nữa. Vũ bây giờ. Vũ Tân Đức ai biểu dạy vợ nói tiếng Bắc chị cho nói dữ quá vậy, nào nói không lợi luôn á. Không phải công nhận, cảm ơn em rất nhiều. Yeah. Nghe một người phụ nữ mà sinh ra mặc dù Việt Nam đến Mỹ 4 tuổi mà giờ này em chỉ có cái em không phải nấu ăn nhiều để chồng em nấu hết. Nói tiếng Việt rất giỏi luôn. Yeah. Nha. Yeah. Như vậy thì Việt Thảo nhân đây cũng muốn giới thiệu quý vị nào muốn đến thưởng thức cái chương trình ca nhạc kỷ niệm 1 năm của cô nhạc sĩ Anh Bằng. Anh Bằng. Dạ, vâng. Nha. Dạ. Ở tại nhân dịp Thanksgiving, yeah. November 26, phải không? Dạ vâng ạ. Yeah. Tháng 11 ngày 26 năm 2016. Thì ngày thứ mấy ra? Là ngày thứ bảy. Thứ bảy luôn. Yeah. Ở tại Sierra Casino Resort, ở tại thành phố Reno, ở tiểu bang Nevada. Yeah. Liên lạc trung tâm Mesa. Yeah. Yeah. Đối với Việt Thảo thì trung tâm nào cũng vậy. Chúng ta làm đây để gì? Để giữ một cái truyền thống, đúng. Giữ một cái nét độc đáo của âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Đúng. Nên lắm. Yeah. Nên lắm, mọi người Việt Nam nên đi ủng hộ. Yeah. Để cho Asia Entertainment tiếp tục vẫn là một cái nguồn thức ăn tinh thần phong phú cho người Việt Nam tại hải ngoại. Được không quý vị? Được không? Dạ, tất cả đồng ý. Dạ. Ok. Có cái gì tâm tình thêm trước khi chúng ta đi vào game thứ hai? Game game không? Có cái gì? Có cái gì em nói thêm? Hồi nãy khi mà mình có cái break đó thì producer Lâm, anh Lâm có chạy tới nói cho anh Thảo về đứa con trai của em. À hả. Thanh trai của Thanh Trúc tháng 2, ngày mùng 1 được 11 tuổi. Và tại vì như em đã hứa với ông xã thì em phải dạy cho con nói tiếng Bắc. Thì khi mà cháu bắt đầu biết nói tiếng, biết nói đó thì em bắt đầu nói chuyện với cháu bằng tiếng Việt Nam rất là nhiều. Thì cháu quen nghe cái tiếng Bắc rồi. Thì một hôm khoảng 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi gì đó em mới đưa cháu về thăm ngoại. Thì cha em là người Nghệ An, mẹ em là người Thanh Hóa. Khi mà con đi chơi về gặp bố thì nó nói: bố ơi bố, ông ngoại không biết nói tiếng Việt Nam. Sao vậy? Còn bà ngoại thì nói dở lắm. Là tại vì nói giọng Trung. Dạ, nói không có hiểu. Tại vì cháu không có hiểu cái tiếng nói của ông, cái phát âm, dạ phát âm, dạ vâng, dạ chính mà những người dâu rể của gia đình em đó về là không có ai hiểu cha em nói gì, mẹ thì còn nghe được nhưng mà cha là nói là kể như là cứ gật đầu. Không hiểu cũng gật đầu. Dạ. Nhớ nghe, bây giờ bác vẫn còn phải không? Dạ vâng ạ. Dạ. Ở Việt Nam có thể coi được tonight Việt Thảo nha. Nhớ nghe, nói chuyện với con cháu mà nó gật đầu chưa chắc nó hiểu nha. Ok, cảm ơn Thanh Trúc đã đến với chương trình tonight của Việt Thảo. Và chắc chắn rằng trong chốc lát nữa đây Thanh Trúc cũng sẽ có hát một bài hát nữa. Dạ. Cho mọi người nghe. Dạ. Nhưng bây giờ bắt đầu game thứ hai trong chương trình tonight của Việt Thảo. Game như thế nào? Em sợ game anh lắm nhưng mà em đang hồi hộp. Không có gì hết. Thực sự cái game mọi người biết mà. Cái game bày ra để chi? Để cho người nghệ sĩ chơi cho nó vui. Yeah. Để mọi người thấy trong cái phản ứng bất chợt. Nha, trong cái game thì phản ứng của người nghệ sĩ sẽ như thế nào. Yeah. Nha. Thì bây giờ cái game này đó là cái game bịt mắt bắt dê. Nha. Bịt mắt đây là Thanh Trúc sẽ bị bịt mắt lại. Dê là ai? Những con dê đó là mấy đứa trong ban nhạc á. Làm dê hết nha. Ok. Bây giờ em sẽ nhìn mặt hết đứa em biết đứa nào ha. Hoàng Bảo ha. Ngọc Trác đánh guitar hang, Đình Giang đánh keyboard hang, Duy Luân là đánh bass hang, rồi Roland là đánh trống. Nhá, em nhìn đi. Có thể em bước tới, em rờ mặt tụi nó trước cũng được. Đặng hồi em biết, em nhận diện. Qua đây, đó. Một chút khi bịt mắt là em đâu biết đứa nào đâu. Em có thể rờ mông, rờ ngực, rờ lưng vẫn biết. Ra đây, bông đứa, ra đây. Không, ra đây trước để cho anh ta nhận diện trước. Ra đây. Rồi, ra đây. Ra cho nhận diện trước. Ra cho nhìn đó, em có quyền nè, thí dụ nè, em coi nợ cái mặt này tròn nè, tròn mặt nè, bụng bự nè. Nha, rồi em nhận diện chưa? Ra chưa? Mái tóc ngắn ha. Đây là Hoàng Bảo là keyboard, em nhớ chưa? Dạ, vâng. Rồi. Đây là Đình Giang đánh keyboard. Dạ. Okay. Đúng không? Hai keyboard rồi. Dạ đúng. À, đây là Ngọc Trác nè. À, đánh guitar, em nhớ, em biết phải không? Biết mà. Dạ. Biết quá trời, biết từ lúc mà Thanh Trúc còn nhỏ đúng không?
Yeah. Em bồng trên tay luôn đúng không? Còn đây là Duy Lưng, lên bass, nhạc, nhớ chưa? Và đây là Roland. Okay. Nhớ chưa? Yeah, yeah. Ok, này nhớ nhất cái tóc dài đúng không? Rồi. Ok. Cho em observe, để em observe từng người. Được chưa? Cái game như thế này, sau khi bịt mắt Thanh Trúc lại, thì những người này sẽ đổi chỗ, làm những con dê chạy tư tán nha. Nhưng mà lúc đó dê bị cột đứng chỗ rồi, Thanh Trúc sẽ đi vòng vòng và đụng người nào hay đụng con dê nào là nhận diện con dê đó. Nếu nói đúng thì thôi, mà không đúng phải nói hoài cho đến khi nào đúng thôi nha. Ok, cái này sạch nha, cái này mới. Yeah. Thử ra thơm phức à nha. Yeah. Ok. Ủa, cái này nghe mùi của Diễm Liên hả? Cái này Lâm lấy của Diễm Liên đem đi nè. Ok. Rồi. Xin lỗi nha. Được không? Có đủ chặt dạ, chưa? Được rồi ha. Dạ. Ok, nắm tay anh Thảo nè. Lâm tiếp đi Lâm. Sắp xếp bên em giùm. Rồi. Oh my goodness. Hơi chóng mặt quá. Rồi. Ok, đó. Bây giờ em đi đi, em đi đi chừng nào đụng mấy con dê thôi. Tụi nó dê hết em coi chừng nó đó. Ừ. Không có được né nghe. Khán giả thoải mái, có quyền hướng dẫn, có quyền chỉ, có vỗ tay vui vẻ, vui dẫn. Oh God. Đừng né chứ, để người ta bắt mà. Qua trái, đó, đó, nọ đó, nọ đó. Rồi. Không dám rờ mặt mới biết thằng nào. Tóc nữa em, ờ, đó. Trời, ông chân mình chịu đã. Oh, anh, this is an, chơi giặc khí gì? Anh Bảo. Đừng nói. Sai rồi. Sai hả? Ok, vậy em biết rồi. Vậy là anh đánh keyboard á. Đình Giang. Đình Giang. Yes. Yeah. Rồi tiếp tục đi nữa. Oh my goodness. Rồi, trúng rồi, bắt. Oh, I know. Anh Lon. Hay quá. Rồi, xây ra đây, bắt chính đây. Ai? Oh, Roland. Yeah, yeah. Tiếp tục. Tới rồi, đụng rồi. Oh, anh Jack. Không phải. Anh Luân. Không phải. Anh... Ai? Oh, I know. Anh... Ủa? Oh, this is anh Lâm. Hay quá đó, đúng rồi. Yeah. Ok. Khoan, đứng lại. Không có bắt trúng anh Thảo nha, bây giờ đứng lại nha, ban nhạc đứng lại với Thanh Trúc đứng, bây giờ anh lại để bắt dê nè. Bây giờ tới anh bắt nè. Rồi. Được chưa? Giao nha, có Thanh Trúc nha, có đủ ban nhạc 5 người chưa? Rồi chưa? Giờ tôi đi bắt ạ. Sau lưng. Ê, chơi né ta. Ủa? Ai ta? Cái mặt không có mập. Không lấy dây lưng. Không phải. Nó không phải người Roland. Không phải. Không lẽ Hoàng Bảo? Đúng rồi. Ôi má ơi, nó hớt cái bụng vô. Khoan. Hai đứa này không phải con gái. Ủa? Sao nó ôm ngực vậy chứ? Chà, thêm một thằng. Cho anh chị xin lỗi. Nếu con gái không có được ra đây. Trời, trong này còn nào nó lô lên không phải. Ngọc Trác ốm mà, này đâu có ốm đâu. Nào vậy trời? Không biết. Ngọc Trác không quay ốm nè. Không được cho anh Giang nè. Cái này chơi tới giờ cố tình bắt. Ok, chơi vui chút xíu. Không có hình phạt gì cả. Để cho thấy rằng nhỏ này mánh nè, nó chạy nghe không.
Trong khi tôi cố tình bắt nhỏ này mà nó vẫn nó chạy à, trốn. Nhá gì vậy? Em tính cho bên nhạc đeo này vô cho anh bóp. Trời ơi, tất cả những cuộc vui vừa qua chỉ mong đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Những cái game của Viet Thao nó không có bài bản gì cả. Anh em, đây là một trong những cái mà hồi xưa chúng ta bịnh mắt bắt dê. Chạy trốn nha, chạy kiếm, chạy tìm. Một vài kỷ niệm để gợi nhớ trong cái thuở niên thiếu. Trong chương trình tuần này, Viet Thao sẽ trở lại với Thanh Trúc ngay sau phần quảng cáo của Đạt. Welcome back to tonight with Viet Thao và Thanh Trúc. Nói gì nói, cái game vừa rồi chơi rất là vui. Vui như Viet Thao nói là đã nhớ lại một phần nào cái thở thiếu thời. Và cũng như để cho mọi người thấy cái phản ứng của người nghệ sĩ. Cha anh nhà Thanh Trúc ha, liên lạc lầm lấy hai trái banh để gạt. Và cái thứ hai là cũng mánh lúc chạy trốn chứ không chịu đứng chỗ, sợ bị bắt. Nhưng mà thật sự nếu anh bắt em thì anh cũng không có làm gì hết trơn á. Biết à, đâu có làm gì đâu, phải không nè? Vui chơi giỡn, nhiều khi chọc em cho họ sợ thôi. Có một được cái game này có được đó là do cái ý tưởng. Đương nhiên anh em cũng nhớ cái trò bịt mắt bắt dê, nhưng mà không có nhắc không nhớ. Phải nói cảm ơn cô Lan. Cô Lan đang ngồi đây đã chỉ cho Viet Thao nhé. Yeah. Cảm ơn cô Lan đến tham dự và đã cho Viet Thao cái ý tưởng là tại sao mình không chơi trò bịt mắt bắt dê. Và từ đó chúng tôi đã có. Cho nên các bạn ơi, quý vị ở nhà, ở bất cứ nơi nào trên thế giới xem chương trình tonight của Viet Thao mà thích được những cái game, thì hãy vui lòng cho Viet Thao biết những cái game nào mà các bạn biết. Bây giờ không thể nào chúng tôi biết hết được tất cả những cái game của chúng ta đã từng chơi từ thời nhỏ đâu, hay những cái game mới hiện giờ. Tonight của Viet Thao @schannel.com, email về ngang cho biết, hoặc cho số điện thoại chúng tôi sẽ liên lạc để hỏi về những cái game chơi nha. Cảm ơn cô Lan một lần nữa rất nhiều. Rồi trở lại Thanh Trúc nè. Trong những giây phút sau cùng trước khi em trình diễn bài hát, có điều gì để tâm tình thêm trong chương trình tonight của Viet Thao hôm nay? Dạ, em cảm ơn anh Viet Thao rất nhiều. Tại vì em thì vốn rất là ít ít nói, nhưng không biết sao hôm nay nói nhiều. Em cũng ít hoạt động, sinh hoạt. Nó gọi là chọn mặt gửi vàng. À, phải không? Mình có vàng nó đâu có dám ai cũng đưa. Phải cái người tin tưởng mới đưa được. Yeah. Cho nên anh là cái người đáng tin tưởng để em nói chuyện. Yeah. Cho nên em mới thoải mái. Yeah. Nếu anh không thoải mái em không có đúng. Nói được. Dạ đúng, dạ. Anh nói rất là đúng. Thì em cảm ơn anh cho em cái cơ hội này để lên với nói chuyện với anh cũng như là với quý khán thính giả. Mục đích em lên đây là để em kính mong quý vị đến để ủng hộ cho chương trình Asia 79. Vì nếu mà mình có một cái chương trình rất là hay, rất là phong phú mà không có khán giả thì là chương trình vẫn là hỏng. Cho nên Thanh Trúc mong rằng là quý vị thương đến các nghệ sĩ trung tâm Asia, cũng như là nhất là để nhớ lại những công việc, những bài bản, những gì mà nhạc sĩ Anh Bằng đã cống hiến cho Việt Nam, văn nghệ Việt Nam của chúng ta. Thì Thanh Trúc xin kính mời quý vị đến để cùng nhớ lại những thời mà anh Bằng vẫn sống, còn sống và đã hoạt động cho Trung tâm Asia, cũng như là cho nền âm nhạc của Việt Nam, cũng như là gặp gỡ để mình tạ ơn, cảm ơn những gì mà Thượng Đế đã cho chúng ta, nhất là cái tình người, cái tình bạn, cái tình yêu, như là cái video Trung tâm Asia chủ đề còn... Love is forever. Love is forever. Dạ vâng. Cái gì cũng có thể mất mát đi, nhưng mà tình yêu sẽ không bao giờ mất mát hết. Liên lạc với Trung tâm Asia. Chương trình ngày thứ Bảy, 3 giờ chiều và 8 giờ chiều, hai suất đúng không nè? Dạ vâng. Ở tại Sierra Casino and Resort, dạ. Ở tại thành phố Reno, ở tiểu bang Nevada. Dạ. Nha. Viet Thao muốn được giới thiệu chương trình này là tại như cái tâm nguyện của Viet Thao, hãy giữ lại một cái gì đó, cái đặc sắc, cái nét đặc thù của nền văn nghệ của Việt Nam tại hải ngoại. Yeah. Bây giờ đâu có còn bao nhiêu trung tâm nữa. Yeah, đúng. Và không phải riêng Thanh Trúc, bất cứ anh chị em ca sĩ nào của Trung tâm Asia hay bất cứ trung tâm nào, Viet Thao sẵn sàng welcome đến với tonight của Viet Thao để chúng ta còn một cái gì đó giữ lại cho nhau ở tại hải ngoại này. Được không em? Dạ yeah, đúng. Vậy nha. Rồi, ca khúc ngày hôm nay hát nè. Đó, trong giờ phút này mọi người đợi chờ. Dạ vâng, thì để kết thúc cái chương trình ngày hôm nay thì Thanh Trúc đã chọn một bài rất là có ý nghĩa để end chương trình, đó là mời quý vị đến với lại video Asia 79 qua nhạc phẩm cuối cùng ngày hôm nay tặng cho quý vị, đó là nhạc phẩm Lại Gần Bên Em. Xin mời. Lại Gần Bên Em. Yeah.
lại đây bên em, anh hỡi chờ khi xa em đêm nay lại gần bên em. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với em, lại đây bên em, hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói anh không ra đi, cho em đừng buồn chia ly. Lại gần với em, anh ơi nhớ nhé, hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Những lúc đôi ta còn trong tay nồng say sưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tonight của Viet Thao. Và tuần lễ tới sẽ là nữ ca sĩ Thanh Hà trong chương trình tonight của Viet Thao, để chúng ta cùng chào đón một cái Thanksgiving. Và nhớ nha, trong cái ngày 26 tháng 11 vào thứ Bảy, cùng nhau nếu được không ở nhà, đi xa, ghé qua Reno ở Nevada, ghé vào Sierra Casino Resort để thưởng thức một chương trình của Asia. Số mấy? 79. 79. Love is forever. Thank you. Good night. I love you.